Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 29 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng về phát triển bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tới thăm và làm việc tại Hưng Yên. Gần 500 hộ sản xuất tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm chưa kê khai nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp học, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lớp học có 65 học viên, thời gian học diễn ra trong 3 tuần với 26 chuyên đề do giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh biên soạn giảng dạy. Lớp học nhằm bổ sung, cập nhật có hệ thống kết quả nghiên cứu mới nhất về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình mới, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách đặt ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, cung cấp có hệ thống những kiến thức hiện đại về khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ban ngành và tương đương cấp tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý và xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tình hình thực tế của tỉnh. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm 2014-2018 thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản toàn tỉnh tăng bình quân gần 2,4%, trong đó riêng năm 2017, cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt đạt gần 44%, chăn nuôi thủy sản trên 54%, giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt gần 174 triệu đồng 1 hectare, tăng trên 66 triệu đồng so với năm 2013. Tỉnh ta đã xây dựng được trên 360 mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%. Đã có 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Mỹ Hào được công nhận là huyện nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế, đó là chưa tạo được nhiều chuyển biến rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, hệ thống công trình thủy lợi chưa đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu thời gian tới, ngành nông nghiệp và các huyện, thành phố phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch nông nghiệp phù hợp với từng địa phương, quan tâm thành lập hợp tác xã kiểu mới, đẩy mạnh chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả theo kế hoạch, quy hoạch tỉnh giao. Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp phải đẩy mạnh tìm hướng tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Tại hội nghị đã có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Sáng nay tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp ông Koki Nobuta, Tổng giám đốc khu công nghiệp Thăng Long 2 cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và làm việc với tỉnh ta. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vui mừng được đón đoàn doanh nghiệp Nhật Bản về làm việc và thăm một số di tích lịch sử văn hóa vùng trồng nhãn của Hưng Yên. Từ thế kỷ thứ 16, mảnh đất Hưng Yên với thương cảng Phố Hiến sầm uất xưa là nơi đã có nhiều thương gia Nhật Bản đến buôn bán làm ăn. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đến Hưng Yên đầu tư là sự tiếp nối quá trình giao thương, hợp tác có từ lâu đời giữa hai nước. Tỉnh Hưng Yên đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng qua chuyến thăm, tìm hiểu thực tế tại Hưng Yên sẽ giúp tăng cường hợp tác đầu tư hơn nữa trong thời gian tới của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên.
Ngày 29 tháng 8, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính năm 2018. Lớp bồi dưỡng có 105 học viên được học tập trong 40 ngày với 4 phần học gồm nền hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng cơ bản, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên nắm được một số kiến thức cơ bản như lý luận về hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, quản lý tài chính công, các kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, điều hành hội họp, thuyết trình, phân tích công việc, từ đó để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị và địa phương mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, để phát huy giá trị hiệu quả kinh tế của cây nhãn, thời gian qua các cấp các ngành chức năng cùng nông dân mở rộng diện tích, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật thâm canh làm tăng năng suất chất lượng nhãn quả, đặc biệt là các vùng nhãn an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay toàn tỉnh trồng hơn 4,3 nghìn hectare nhãn, trong đó có hơn 3,8 nghìn hectare cho thu hoạch, trung bình sản lượng đạt khoảng 40 nghìn tấn một năm. Những năm qua, tỉnh và các ngành hữu quan đã có cơ chế hỗ trợ, định hướng giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng mô hình thâm canh nhãn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, Việt Gáp. Qua đó làm tăng giá trị thu nhập, sản xuất bền vững và thuận lợi trong tiêu thụ. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hai vùng nhãn xuất khẩu tại các xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu và xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Trong đó có hơn 20 ha đã được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ và gần 1.000 ha vùng sản xuất nhãn an toàn và Việt Gáp tập trung ở các địa phương ở thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và một số địa phương khác. Các diện tích này đều được Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1 Cục Bảo vệ Thực vật theo dõi, hướng dẫn chặt chẽ quy trình sản xuất. Theo đánh giá, sản phẩm nhãn quả được sản xuất theo quy trình Việt Gáp đã được thị trường ưa chuộng, bán được giá cao từ 2 đến 3 lần so với nhãn sản xuất đại trà. Sản xuất thông thường thì chỉ bán ngoài chợ bình thường, chứ còn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì người ta biết được đến và đặc biệt là người ta truy xuất được nguồn gốc, lý do tại sao chúng tôi sản xuất như thế nào, tôi đã có sổ sách ghi chép rất là cụ thể. Với việc sản xuất nhãn an toàn đã tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ quy mô ở các hệ thống siêu thị như Big C, Sài Gòn Copmark, PVMark, tập đoàn Vingroup. Đáng chú ý năm nay là các doanh nghiệp của Trung Quốc và trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam với sản lượng lớn, giá trung bình 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Để thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên có sức ảnh hưởng mạnh trên thị trường trong và ngoài nước, thời gian tới cùng với tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm nhãn, thì giải pháp quan trọng đó là mở rộng áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp để nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhãn. Thì tới đây thành phố sẽ tiếp tục mở rộng thêm cái vùng sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cố gắng là trong năm 2019 là mở rộng thêm khoảng trên 100 hectare nữa. Thế và đến năm 2020 thì mở rộng toàn bộ cái phần diện tích nhãn của thành phố để sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong thời gian tới thì huyện Khoái Châu thì chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban huyện, thứ nhất là để làm được Việt Gáp, thứ nhất là về cái quy hoạch vùng trồng đối với cây ăn quả nói chung và đối với nhãn thì phải có quy hoạch rất là rõ ràng cụ thể. Để tiện đường về quy hoạch cả về giao thông, quy hoạch về thủy lợi, rồi có thể là cả về điện. Bên cạnh đó, người trồng nhãn cần nêu cao ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm mình làm ra, lấy chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không sử dụng chất kích thích, chất cấm trong quá trình chăm sóc bảo quản. Có như vậy sẽ góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân, tạo thị trường tiêu thụ bền vững, ổn định và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Huyện Ân Thi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 4 cụm công nghiệp, hiện nay huyện đang đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư. 4 cụm công nghiệp của huyện Ân Thi gồm cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ có quy mô 30 ha, cụm công nghiệp Văn Nhuệ 50 ha, cụm công nghiệp Quang Vinh, Vân Xu 30 ha và cụm công nghiệp Phù Ủng có quy mô 30 ha. Huyện đang có hướng điều chỉnh tăng về diện tích quy mô đối với 2 trên 4 dự án. Hiện nay đã có khoảng 30 dự án vào đầu tư. Riêng cụm công nghiệp Vân Xu Quang Vinh có 12 dự án đầu tư, trong đó có 9 dự án đã đi vào sản xuất. Chủ yếu là các doanh nghiệp may mặc, sản xuất bao bì, thức ăn chăn nuôi,
việc các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn đã góp phần tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động mỗi năm với thu nhập hàng tháng từ 4 đến 12 triệu đồng một người. Làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có 149 hộ sản xuất tái chế nhựa, thành lập doanh nghiệp và gần 500 hộ sản xuất theo quy mô hộ gia đình. Thời gian qua, hầu hết các hộ sản xuất theo quy mô hộ gia đình không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, gây thất thu thuế với nhà nước. Để chống thất thu, từ đầu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Lâm cùng chính quyền thị trấn tổ chức rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn để phát tờ khai làm căn cứ tính số thuế thu hàng năm. Đến nay, cơ quan chức năng đã phát tờ khai nộp thuế tới hơn 300 hộ, tuy nhiên số tờ khai thu về rất ít do nhiều hộ cố tình không hợp tác, không kê khai nộp lại tờ khai, gây khó khăn cho việc tính số tiền thuế phải nộp. Theo lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Văn Lâm, ước tính ban đầu số thuế các hộ sản xuất theo quy mô hộ gia đình phải nộp là 6 triệu đồng một năm, chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế môn bài. Năm 2017, chỉ có 5 hộ sản xuất theo quy mô hộ gia đình ở làng nghề có kê khai nộp thuế với số tiền 460 triệu đồng, còn lại hầu hết các hộ không có đóng góp thuế. Đây là số rất ít so với số các hộ đang sản xuất kinh doanh tại làng nghề. Qua cái việc mà thu tờ khai đấy, thì đến nay thì theo những cái tính toán thì sẽ nếu mà quản lý được hết khoảng trên 400 hộ kinh doanh ở địa bàn làng Khoai thì mỗi năm thì sẽ thu được khoảng trên 2 tỷ. Hiện nay các hộ dân làm đồ chơi truyền thống ở làng nghề thôn Ông Hảo, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ đang tập trung hết công suất để làm đủ hàng phục vụ Tết Trung Thu. Ngay từ đầu tháng 8, các hộ làm nghề đã xuất bán từ 1 đến 2 vạn chiếc đồ chơi các loại, số còn lại đều đã được các thương lái đến đặt hết. Thị trường đồ chơi truyền thống, ngoài các mẫu mã cũ, nhiều mẫu mã mới bắt mắt được sản xuất như đầu lân kim sa có đèn nháy ở mắt, mặt nạ ông địa, mặt nạ báo, giá bán trung bình của một chiếc mặt nạ dao động từ 10 đến 30.000 đồng, trống có giá từ 25.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo kích thước. Ngoài các tỉnh phía Bắc, thị trường đồ chơi truyền thống đã mở rộng sang một số tỉnh phía Nam như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hiện các hộ làm nghề đồ chơi truyền thống ở thôn Ông Hảo đang tạo việc làm cho 150 lao động. Bằng nguồn vốn xã hội hóa của xã và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ, vừa qua xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ đã xây mới thêm các phòng học cho trường tiểu học và trường mầm non, khắc phục được tình trạng thiếu phòng học cho thầy và cho các nhà trường. Trước đây, trường tiểu học xã Trung Dũng chỉ có một dãy nhà bao gồm 10 phòng học. Các thầy cô giáo không có nhà hiệu bộ, học sinh phải chia thành 2 ca học, cơ sở vật chất thiếu thốn. Đầu năm 2017, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ nhà trường số tiền gần 4 tỷ đồng để xây mới thêm 8 phòng học. Còn lại 1,5 tỷ đồng là nguồn vốn xã hội hóa của xã. Hệ thống cơ sở vật chất như thư viện, bàn ghế, quạt mát đều được sửa sang thay mới đáp ứng nhu cầu học tập của các em. Ngoài ra, trường mầm non của xã cũng được xây mới về khu tập trung với tổng nguồn vốn gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Từ đó, cơ sở vật chất trường học của xã Trung Dũng đã hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Tuy nhiên, nhiều trường trên địa bàn cơ sở vật chất chưa được đầu tư khiến cho công tác dạy và học gặp khó khăn. Đây là khu phòng học 2 tầng, trường trung học cơ sở Phùng Hưng được xây dựng cách đây gần 30 năm. Trần nhà bong chóc, nứt sụt, loang lổ. Ngoài dãy phòng học này, trường còn khu nhà cấp 4 được xây dựng cách đây 40 năm. Các phòng chức năng, thư viện, bàn ghế ngồi của học sinh đa phần đã xuống cấp. Mặc dù là trường chuẩn quốc gia, nhưng do lâu không được đầu tư, cơ sở vật chất thiếu thốn đã khiến cho việc dạy và học của thầy trò gặp không ít khó khăn. Trong những năm qua thì cái khó khăn nhất của nhà trường đó là cái hệ thống cơ sở vật chất mà xây dựng đã lâu nó xuống cấp. Nhà trường còn một dãy nhà cấp 4 mà được xây dựng khoảng gần 50 năm và ở đó lại có các phòng học chức năng. Và đặc biệt là nhà trường còn so với trường chuẩn quốc gia thì đang thiếu một số phòng, ví dụ như phòng học công nghệ, phòng mỹ thuật, phòng hát nhạc. Về nội thất của cái phòng học bộ môn thì đã được mua sắm cách đây khoảng 8 năm nên là chất lượng đã bắt đầu xuống cấp, nên cái sự độ chính xác và cái sử dụng
của các thầy cô giáo và các em học sinh trong quá trình dạy và học là gặp khó khăn. Bước vào năm học mới này, thầy trò trường tiểu học Tân Sơn cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi được sáp nhập hai trường tiểu học Tân Sơn A và trường tiểu học Tân Sơn B, nhà trường có gần 1.240 học sinh, tuy nhiên chỉ có 57 cán bộ giáo viên. Năm 2018-2019, một năm học mà có lẽ đột biến về việc tăng sĩ số học sinh. Nhà trường là tăng 4 lớp, chính vì vậy mà sẽ dẫn đến là thiếu phòng học. Năm nay, toàn huyện Khoái Châu có trên 37.440 học sinh ở 3 bậc học, trong đó riêng bậc học mầm non tăng trên 1.000 học sinh. Năm học mới đã bắt đầu, tuy nhiên hiện nay nhiều trường vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu phòng học. Trong đó bậc tiểu học thiếu 68 phòng, bậc trung học cơ sở thiếu 16 phòng, bậc mầm non thiếu 40 phòng. Toàn huyện có 12 phòng học xuống cấp không an toàn, tập trung ở trường tiểu học thị trấn Khoái Châu, tiểu học Hàm Tử. 127 phòng học vẫn cần phải được đầu tư sửa chữa để đảm bảo cho việc dạy và học được an toàn. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhằm phục vụ tốt người dân, ngoài việc ứng dụng nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại trong khám và điều trị bệnh, mới đây Trung tâm Y tế huyện Văn Giang còn đầu tư máy lấy số khám bệnh tự động, tạo điều kiện cho người dân đến khám, chữa bệnh được thuận tiện. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang có từ 300 đến 400 bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú. Từ tháng 7 năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã đầu tư máy lấy số tự động để người dân tới khám chữa bệnh, chỉ việc ấn số để đặt thứ tự khám bệnh của mình. Trung tâm Y tế cũng bố trí 2 nhân viên đón tiếp hướng dẫn người bệnh cách sử dụng máy lấy số tự động. Nhờ vậy, việc khám chữa bệnh của người dân được diễn ra không phải chen lấn, xô đẩy và nhanh gọn, thuận lợi hơn. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đang hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh. Với dân số cơ học luôn ở mức trên 3.000 người, cùng với vị trí địa lý gần tỉnh lộ, quốc lộ, xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm đang trở thành địa bàn nóng về tình trạng trộm cắp tài sản. Vụ trộm cắp tài sản gần đây nhất tại xã Lạc Hồng xảy ra ở chùa Pháp Vân vào đêm ngày 16 dạng sáng 17 tháng 8. Lợi dụng thời tiết mưa to, kẻ gian đã đột nhập vào chùa và lấy cắp một bức tượng Phật bằng gỗ cao khoảng 1 mét và 2 bát hương bằng gốm sứ. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Pháp Vân bị mất cắp cổ vật. Năm 1999, nhà chùa cũng bị mất cắp một pho tượng Phật Tam Thế. Trước khi mất thì có một anh đàm đệ tử của thầy, hôm đấy anh ấy ngủ ở đây khoảng 1 giờ hơn, trời mưa to thì anh ấy nghe một tiếng động lớn thì anh cũng không đi kiểm tra xem là chùa mình có mất cái gì hay không, vì cái tiếng động vang ở chỗ khác, nó vang vì cổng chùa thì mọi ngày thì cũng chỉ là cài then nên mọi ngày cũng không khóa, còn hai bên cửa, hai giải vũ vào thì tất cả đều khóa hết, còn bên trong chùa thì chỉ cài mỗi then không. Trước đó, vào ngày 15 và 16 tháng 8, tại thôn Hồng Thái và Phạm Khang cũng xảy ra hai vụ mất trộm xe máy của anh Lương Văn Đoan, quê ở Sơn La, và anh Hoàng Văn Đạt, quê ở tỉnh Tuyên Quang, đều là công nhân thuê trọ trên địa bàn xã Lạc Hồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường giả làm người thuê trọ hoặc đến tìm bạn khi thấy sự sơ hở bất cẩn của người dân như quên khóa cổng, khóa cổ, khóa càng xe, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tôi là chủ nhà trọ, đã nhắc nhở các khách đến trọ là ở đây mất trộm nhiều rồi, ra vào phải đóng cổng cửa, xe phải bỏ trong nhà. Trong khi đó thì khách trọ lại không thực hiện đúng, cho nên là mới xảy ra việc mất rất đáng buồn. Từ đầu năm đến nay, xã Lạc Hồng đã xảy ra 30 vụ trộm cắp tài sản, tập trung chủ yếu tại thôn Hồng Cầu, Nhạc Miếu. Trong đó có 17 vụ trộm cắp xe máy, số còn lại là máy tính và điện thoại. Nhiều thời điểm, nạn trộm cắp xảy ra với tần suất dày đặc, như trong tháng 5 có 6 vụ, nửa đầu tháng 8 có 3 vụ. Đặc biệt có trường hợp mất nhiều tài sản cùng một lúc, như hộ ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Nhạc Miếu mất 2 xe máy. Lãnh đạo địa phương đã giao cho lực lượng công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát ban đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Nhưng mà thực tế mà nói thì lực lượng của chúng tôi còn mỏng, nên là anh em thấy rằng sức là cũng quá tải. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân xã Lạc Hồng đã nhiều lần ý kiến về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự nhưng vẫn chưa cải thiện. Số vụ được điều tra làm rõ không nhiều, có 2 vụ do công an xã phát hiện. Công an huyện Văn Lâm đã điều tra khởi tố 2 vụ án và 2 bị can.